Tiến nữa đi con. Ăn quậy giết mặt á. Thôi em đừng có đút nữa, no lắm rồi, không muốn ăn nữa đâu. Đừng đã nói không muốn ăn đút hoài. Làm vậy giết người ta nói con giống heo. Đâu có, con đâu có giống heo, con giống lợn. Đừng có chừng rớt. Ủa vậy là con heo với con lợn hai con khác nhau hả? Con heo nó ngu hơn con lợn. Ngu hơn lợn luôn hả? Ê trúng miếng như này ba. Vậy là con heo ngu hơn con lợn. Mà con lợn nó ngu hơn con bò. Lợn ngu hơn bò. Mà con bò lại ngu hơn con heo. Vậy là cuối cùng con nào khôn? Con nào khôn hả? Dạ. Thấy cuối cùng ba con nào cũng ngu hết trơn vậy ba. Con nói vậy là sai rồi. Ăn miếng nữa. Ăn hoài à? Ngon quá. Có một con nó rất là khôn. Nó khôn hơn ba con còn lại. Thì mấy con gì ba nói thẳng luôn đi. Giọng do ấp úng hoài. Bây giờ con ăn miếng nữa đi. Miếng này miếng cuối nha. Không ăn nữa đâu. Ba sẽ cho con biết con nào khôn nhất. Con nào vậy ba? Đâu? Ai vậy? Tao nè. Nãy giờ nhìn mày ăn tôi thèm muốn chảy nước dãi luôn à. Còn gì không? Sao còn cái tô không vậy? Hả? Nước cũng còn miếng đi liếm nè. Mày vừa phải thôi nha con heo kia. Liếm mổ cho mày chết nè. Bây giờ mới hiểu con chó khôn nhất. Đợi người ta ăn hết nó lại rửa chén. Đi xuống trước đi. Sao mày không xuống? Thôi sợ độ cao lắm. Cao bà nội mày. Xuống. Để lên. Biến như quỷ. Xuống cũng phải đòi hỏi con người dắt nữa hả mày? Để con phụ ba nghe. Chuyện này xong ba nhớ cho con tiền đi trồng răng sứng nha. Để con. Nè bà. Gái gọi. Con nghe nghe lên đi. Nè. Đừng có lại giùm anh coi luôn. Từ từ chứ cha. Ơi sao mà cảm ơn nghe. Nó biết nói. Rồi biết nói rồi biết gì. Này ngon nè. Mở cái gì phải không? Mở đi, mở đi. Đang mở này sao mở hoài nó không ra? Ủa gì nó mới ra. Ủa miếng nước cái gặm cho chắc cái mày. Thôi thôi đi vô. Đau đít quá. Ê phụ gì không chị? Ô Nhi đợi xíu. Đâu người ta? Thấy rồi. Nè thấy tả đi. Khỏi cảm ơn. Em đừng có nóng nữa. Nổi mụn sẽ trở thành mèo mung. Đừng quạo nữa nghe. Anh ơi cứu em. Kiên cắn đau quá anh ơi. Nè đang cứu nè. Chừng kẹt giấy bây giờ. Đó bây giờ thấy lợi ích của con chưa? Con ăn nhiều là có lý do chứ bộ. Lù nè. Sao anh nói mày nghe? Chuyện gì anh? Ở cái cuộc sống này thật sự tao thấy nản nó dữ lắm rồi. Sao mà anh nản? Nghèo đâu phải cái tội gì đâu chứ. Anh đừng có buồn nữa. Thôi anh đừng uống. Uống rượu có hại cho sức khỏe lắm. Được. Nghe lời em đó nha. Đúng mày nói đúng thiệt mà. Cũng may tao còn người bạn như mày ở lâu quá. Em luôn bên anh. Chỉ có mày là không khinh tao thôi. Em có gì đâu khinh anh. Thôi anh đừng uống. Nghe lời em đừng uống. Uống cái này không có đá uống ngon đâu. Mày nói đúng giá. Cái này không có đá không ngon thiệt. Đúng rồi. Mày biết không, hôm qua tao mới vừa chia tay người yêu. Gì hả? Lắm luôn. Mà cái lý do chia tay nó không nạn lắm. Sao anh? Nó nói tao nghèo tới nỗi không có cái quần xì đi mặc. Trời ơi, hiểu gì hay nổi lắm luôn. Tao đang mặc cái quần này không có quần xì luôn á. Vậy mà nó chia tay tao. Bởi vì cuộc đời nó khủng khiếp. Anh à, đừng buồn nữa. Anh thấy em có mặc quần không? Anh nghe đồn hiệu tóc đốt ở đây nổi tiếng. Hôm nay anh ra thử. Anh tới tiệm của em là sự lựa chọn tuyệt vời của anh. Ê, chỗ em nhiều có thể. Chị hôi, chị thúi, chị dê, chị nấm, nhổ tóc bạc, chị chí, móc tay, liếm tay. Mà giá cả ở đây em nói thiệt anh, mềm vô tận. Nhiều tiền em? Má trai. Lâu quá đi anh ơi, cái này ăn được chưa? Không được thì cái này. Đúng rồi, em nữa. Im đi. Có cái việc làm mồi nhậu tôi cũng lâu lắc nữa. Mày hay quá ha. Có ngon thì mày nhảy vô mày làm đi. Ăn chật. Im nha. Còn lá làng nữa. Mày hay quá ha. Mày không ăn chật. Ăn chật thì hàng nào mà không ăn. Quan trọng là ăn ít im ăn nhiều. Ở đây hàng nào mỏ nhọn nhất, hàng đó ăn chật nhiều. Mỏ mày nhọn á. Cái mỏ của mày nhọn hơn mỏ tao. Mỏ mày, mỏ mày nhiều. Mỏ tao mớm hơn mỏ mày á. Đồ cái thứ mỏ nhọn vô thì thiên hạ. Ở đó còn lạ làng nữa. Vừa nhọn vừa hô xách cái xô đi chạy. Mỏ mày nhọn á. Thì mỏ tao nhọn á. Sao mỏ mày có nhọn bằng mỏ tao không mà lá lối hả mày? Mỏ tao nhọn hơn mỏ tao. Mỏ mày.